Tương tự Đồng Nai, thời gian gần đây, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên cũng thường xuyên xuất hiện các đàn voi rừng hoang dã khoảng 3 đến 5 con tiến vào khu vực rừng cao su, phá hoại nông sản và khiến người dân hoảng sợ. Trước tình trạng này, tỉnh Đắk Lắk đang xem xét nghiên cứu việc đeo vòng cổ gắn định vị GPS cho voi rừng nhằm giám sát đàn voi. Trước đây, việc theo dõi đàn voi được thực hiện bằng phương pháp bẫy ảnh có khoảng 80 đến 100 con voi hoang dã. Mới đây, Tổ chức Động vật Châu Á lấy mẫu phân để phân tích số lượng thì còn có 48 con voi hoang dã. Voi rừng thường xuyên di chuyển nên việc giám sát gặp nhiều khó khăn. Việc gắn định vị cho voi rừng có thể xác định sự di chuyển của voi hoang dã nhằm cung cấp thông tin để bảo vệ, bảo tồn quần thể voi, cũng như cảnh báo địa phương, người dân biết voi đi qua để giảm thiểu xung đột giữa voi và người.